Kể từ khi ra mắt chương trình Nóng Cùng Euro và Nóng Cùng World Cup, trong 10 năm qua, với 4 chương trình đồng hành cùng các sự kiện như Euro 2012, World Cup 2014, Euro 2016, World Cup 2018, đã mang tới cho các khán giả theo dõi truyền hình những góc nhìn thú vị về các sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Một không khí thực sự là rất nóng và chỉ có những ai đứng ở trường quay mới có thể cảm nhận được. Nóng bởi ánh đèn sân khấu, nóng bởi sự nhiệt huyết, bởi sự đam mê và yêu thích bóng đá của những cô gái. Có lẽ đúng là cũng chưa bao giờ Việt Anh tham gia một cái game show nào mà toát mồ hôi nhiều như cái game show này. Nóng thật sự là nóng. Nóng từ những cái không khí tranh luận, nóng từ những cái dự đoán cho đến nóng những cái hoạt động, những cái phần trình diễn trên sân khấu. Và thật sự Việt Anh nghĩ Nóng Cùng World Cup rất thú vị, rất ấn tượng. Và Việt Anh cảm thấy rất hưng phấn khi tham gia chương trình. Sau chương trình thì các bạn ấy đã yêu thích bóng đá, yêu thích đội tuyển của mình, tìm hiểu nhiều hơn về bóng đá. Và từ những cái việc mà các bạn ấy yêu thích hơn thì các bạn ấy đã chia sẻ được cái tình yêu của mình đối với khán giả. Cảm ơn chương trình đã cho bọn em được một sân chơi rất là bổ ích, có thể thể hiện được tài năng của mình và có thể đưa đến cho tất cả những khán giả biết được người con gái yêu bóng đá và họ thể hiện bóng đá như thế nào. Trước đây em không hề nghĩ là em có thể gặp được rất nhiều những cô gái vừa xinh đẹp này, vừa đáng yêu và vừa có cái tình yêu bóng đá giống như mình. Và sau chương trình này thì em thực sự đã gặp được những người bạn rất là có ý nghĩa và những cái kỷ niệm rất là đẹp. Với format giải trí hấp dẫn, thú vị, tính tương tác thực tế cao, Nóng Cùng World Cup hay Euro với sự tham gia của các cô gái xinh đẹp luôn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và là chương trình luôn được chờ đợi ở mỗi sự kiện bóng đá lớn của đài truyền hình Việt Nam. Các thành viên tham gia chương trình không chỉ được sống những ngày tháng ăn, ngủ cùng trái bóng tròn mà bên cạnh đó là những khoảng thời gian gắn kết, chia sẻ buồn vui, cùng nhau trải nghiệm những công việc thực tế, các hoạt động bên lề ý nghĩa. Em đã được trải nghiệm những thứ mà em chưa bao giờ làm trước đây, được quen thêm nhiều bạn nữ khác có cùng đam mê bóng đá với mình. Và em cảm thấy là yêu cái bộ môn thể thao vua này nhiều hơn. Và cái máu bóng đá trong lòng em, trong người em nó lại được rạng rực. Em cảm thấy đây là một trải nghiệm rất là mới, rất là thú vị đối với bản thân em. Là một trải nghiệm mà em nghĩ rằng là tuổi trẻ của em sẽ không bao giờ quên được. Và mong các bạn sẽ luôn luôn nhớ đến chương trình này. Bóng đá vốn được mệnh danh là môn thể thao vua và luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn của phái mạnh trên toàn cầu. Và Nóng Cùng World Cup hay Euro đã trở thành một chương trình đầy cuốn hút khi truyền tải những quan điểm, góc nhìn đặc biệt của phái đẹp dành cho môn thể thao này. Một mùa World Cup nữa lại đến và chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Nóng Cùng FIFA World Cup 2022. Thưa quý vị, mỗi ngày đi qua không gian đặc biệt này thì với những người làm thể thao như chúng tôi thì sự háo hức cứ tăng dần lên. Trong khi đó thì con số này đây thì chỉ mong là nó hay một giảm đi mà thôi. Và như quý vị và chị Đồng Xuân đang thấy thì chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức được khai mạc. Đó sẽ là một tháng chúng ta ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá. Các cầu thủ sẽ chiêu đãi tới quý vị khán giả những đặc sản của sân cỏ, những pha xử lý bóng vô cùng tuyệt vời cùng với trái bóng Unreal. Còn đài truyền hình Việt Nam sẽ gửi tới quý vị khán giả những chương trình đồng hành vô cùng đặc sắc để giúp cho kỳ FIFA World Cup 2022 thêm nhiều màu sắc hơn. Vâng, thời gian thì cứ trôi nhanh như cách mà Mbappe bứt tốc vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in rằng cách đây khoảng 10 năm trước thôi thì Nóng Cùng Euro 2012 đã chính thức được lên sóng. Và từ đó thì thương hiệu của Nóng đã đi cùng chúng ta mỗi mùa Euro hay là World Cup và mang lại một bữa tiệc đặc sắc với quý vị khán giả. Vâng, quả đúng là như vậy. 10 năm vừa qua, Nóng Cùng UEFA Euro, Nóng Cùng FIFA World Cup luôn là những chương trình đồng hành nhận được rất nhiều sự chờ đợi mỗi dịp bóng đá ùa về. Đối với riêng cá nhân mình thì Nóng Cùng World Cup nó là như là một sự trải nghiệm và một phần ký ức mà mình nghĩ là trong cuộc đời của mình chắc sẽ chỉ xảy ra một lần và chắc có lẽ là không bao giờ mình có thể quên được. Nó là một cái chương trình mà lần đầu tiên mình được tham gia với một ekip rất là chuyên nghiệp với quá là nhiều nỗ lực và công sức của
rất là nhiều con người ngày đêm ăn ngủ cùng đá bóng và đi quay từ ở trong trường quay đến ngoại cảnh để tạo ra một cái chương trình giải trí mà để phục vụ cho người xem, đặc biệt là người yêu bóng đá nói riêng. Sau khi tham gia chương trình thì giúp mình có thêm nhiều kiến thức về bóng đá này, và giúp mình cảm thấy mình năng động và tích cực hơn trong cuộc sống. Và là một fan hâm mộ của đội tuyển Anh thì giúp cho đội tuyển Anh năm nay giành được chiến thắng. Đầu tiên thì Ly cảm thấy rất là vui cũng như là tự hào khi mà được đồng hành cùng với chương trình Nóng Cùng World Cup 2018. Thì thực sự là ngoài những cái giờ bình luận này, tranh luận sôi nổi ở trên sân khấu, thì chương trình còn có tạo ra rất là nhiều các hoạt động ngoại khóa vui, bổ ích và để gắn kết đối với tất cả mọi người ấy. Thì thực sự mà Ly thấy được sống trong cái không khí bóng đá cùng với toàn thế giới, thì đây cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tuổi thanh xuân của mình. Thì người ta thường nghĩ là bóng đá hay là World Cup thì dành cho nam giới đúng không? Thế nhưng mà Ly thấy là thông qua chương trình Nóng Cùng World Cup ấy, rồi thông qua những màn bình luận này, cũng như là tài năng của 32 cô gái, thì chương trình còn cung cấp rất là nhiều thông tin hữu ích về bóng đá cho tất cả các chị em phụ nữ, cũng như là mang tình yêu bóng đá với môn thể thao vua cho tất cả mọi người. Và cuối cùng thì Ly chúc cho giải đấu cũng như là chương trình Nóng Cùng World Cup có một mùa diễn ra thành công rực rỡ. Đó là những cảm xúc của những người đã từng tham gia chương trình Nóng, tạo nên thương hiệu của chương trình trong suốt 10 năm qua. Có những cô gái xinh đẹp sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt quãng thời gian 1 tháng thì sao nhỉ? Ngay bây giờ hãy cùng với Bảo Châu đi gặp gỡ những cô gái xinh đẹp của chúng ta nhé! Trong 1 tháng tới, 32 cô gái sẽ có cơ hội để tỏa sáng với khán giả truyền hình của VTV. Em cảm thấy ở đây là những chương trình mà cực kỳ là ý nghĩa, bởi vì nó tạo ra một cái môi trường để cho bọn em có thể là học hỏi này, giao lưu này và thể hiện mình nhiều hơn. Và em cũng rất mong muốn để có thể là một trong những phần đóng góp để đưa Nóng Cùng World Cup này, đưa mùa World Cup của 2022 tới gần hơn với trái tim của khán giả. Trong số hơn 30 người đẹp tham gia chương trình Nóng Cùng FIFA World Cup 2022, có không ít người vừa quan tâm đến thể thao, vừa có đam mê lĩnh vực truyền hình, thậm chí có những cô gái đã và đang làm người dẫn chương trình. Em nghĩ rằng là về phía cá nhân em thì chắc chắn là sẽ có những áp lực, bởi vì khi mà chương trình FIFA World Cup nhận được rất nhiều những cái sự ủng hộ từ khán giả, có nghĩa là khán giả cũng sẽ kỳ vọng rất nhiều vào chương trình và cả những cổ động viên như chúng em. Vì vậy mà không chỉ là mang một sự xinh đẹp, một sự thoải mái đến cho mọi người sau mỗi trận đấu, mà em nghĩ rằng là chúng em cũng cần trau dồi thêm cả về những kỹ năng, cả về những kiến thức, để khi mà lên sóng thì sẽ khiến cho khán giả có thể là cảm thấy hài lòng với những gì mà chúng em thể hiện. Đấy cũng chính là áp lực. Đến bây giờ thì em cảm thấy là chương trình đã cho em rất là nhiều năng lượng ạ. Và em được gặp các bạn này, em cũng được mở mang thêm nhiều thông tin, kiến thức mới, và gặp các anh các chị, được học hỏi nhiều thứ nữa. Đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới với em, bởi vì là một trong những chương trình, có thể nói là một trong những chương trình thực tế đầu tiên mà em tham gia, nên là nó mang lại cho em nhiều cái cảm xúc mới lạ. Em rất là hồi hộp ạ, bởi vì là khi mà em đến mà em thấy mọi người ai cũng xinh đẹp, mà ai cũng rất là nhiều năng lượng và rất là nhiều kinh nghiệm rồi, nên là có đôi chút là em cũng cảm thấy hơi tự ti về bản thân. Nhưng mà thôi, đến lúc lên thì em nghĩ rằng là thôi, mình cứ thể hiện hết khả năng của mình, và cũng gọi là may mắn khi mà em qua được cái vòng đầu tiên ạ. Chương trình này cũng là một chương trình để đẩy sức hút của World Cup tại Việt Nam lên rất là nhiều. Và các cô gái trong chương trình cũng rất được quan tâm, kể cả có kiến thức về bóng đá hay không thì cũng là một cái mà để người ta bình luận. Mà theo em nghĩ là người ta đã bình luận nhiều về cái vấn đề đấy, là chứng tỏ là nó sẽ rất được quan tâm, đúng không? Là điều đầu tiên thì em đến với chương trình thì em sẽ phải chuẩn bị một cái tinh thần rất là sẵn sàng, bởi vì là mình đang bước vào những cái thử thách mà mình chưa từng trải qua bao giờ. Đó chính là thể thao, là những điều mà chẳng hạn như là những động tác nhảy chẳng hạn. Cá nhân em thì em khá là thích về những cái văn hóa này, xã hội, nhưng mà thế mạnh của em thì lại không phải là thể thao. Cho nên là khi em đến với chương trình thì em nghĩ là em phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần là sẵn sàng. Cái hình ảnh của em hiện tại em đang hướng đến một cái hình ảnh mà nó khá là hiền lành và là một người con gái Việt Nam. Và khi mà em biết đến chương trình Nóng Cùng World Cup 2022 thì em cảm thấy là em rất là yêu thích cái hình ảnh mạnh mẽ của những cầu thủ bóng đá. Những ngày qua, các cô gái của Nóng Cùng FIFA World Cup 2022 miệt mài tập luyện vũ đạo, và tất nhiên cùng với đó chuẩn bị cả sức khỏe, kiến thức bóng đá để chuẩn bị cho 1 tháng diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi
mà tham gia chương trình thì em sẽ phải thu xếp công việc để có thể có nhiều thời gian để tập trung cho chương trình, để có thể bồi dưỡng kiến thức cũng như kỹ năng, sức khỏe, thể lực để có thể tham gia chương trình một cách tốt nhất. Và em cũng mong rằng sẽ góp mặt cùng với 32 đội tuyển trong chương trình World Cup lần này. Trước khi đến đây bọn em đã trải qua một cái vòng, những cái vòng casting cực kỳ khắc nghiệt rồi, cho nên đến đây chúng em phải càng cố gắng nhiều hơn nữa để thể hiện cho là cái việc bọn em vào đến vòng này là thực sự xứng đáng. Nóng cuộc FIFA World Cup luôn mang tới cho khán giả truyền hình một góc nhìn đặc biệt của phái nữ tới môn thể thao vua. Sân khấu đã sẵn sàng, các cô gái của chương trình nóng cũng đã sẵn sàng và ban thể thao Đài Truyền Việt Nam đã sẵn sàng đồng hành cùng quý vị khán giả trong một tháng sôi động tới đây. Hàng trăm hồ sơ đã được gửi về chương trình, nhưng chỉ có 32 cô gái được lựa chọn để đại diện cho 32 đội tuyển tham dự nóng cùng FIFA World Cup năm nay. Tất cả đều rất xinh đẹp và tài năng, nhưng tôi xin phép được làm rõ thế này đây. Đây không phải là một cuộc thi. Việc giành chiến thắng á, hãy cứ để cho những ngôi sao lo. Có những cô gái của chúng ta ở đây đơn giản thôi để lan tỏa tình yêu với trái bóng tròn. Tình yêu đó được thể hiện qua rất nhiều cách. Trong số đó thì việc nỗ lực tập luyện ngày đêm để mang tới màn vũ đạo đặc trưng với giai điệu Light the Sky để biểu diễn trong đêm khai mạc thì chắc chắn là một trong số đó. Ngay bây giờ đây thì MC Bảo Châu sẽ tiết lộ một phần buổi tập này tới quý vị. Năm nay thì bầu trời đầy sao của World Cup sẽ thiếu nhiều ngôi sao, có thể kể tới như là N'Golo Kanté này, Paul Pogba hay là Rick James nữa. Những ngôi sao thì sẽ tiếc nuối vì không thể đến với Qatar. Còn tôi á, thực ra cũng tiếc nuối bởi vì là không được gặp gỡ 32 cô gái như Bảo Châu vừa rồi. Ôi tưởng gì chứ, 32 cô gái xinh đẹp của chúng ta chắc chắn sẽ sớm có mặt tại trường quay đầy màu sắc để có thể hưởng ứng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và mặc dù Bảo Châu chỉ có cơ hội được đồng hành cùng với các cô gái trong khoảng một vài tiếng thôi, thế nhưng Bảo Châu đã có thể cảm nhận được những năng lượng, sự nhiệt huyết, sự hào hứng của các cô gái và thậm chí còn có đôi chút bồi hồi và lo lắng nữa. Chính xác, tôi thấy là Bảo Châu thực sự hòa mình vào buổi tập vừa rồi đấy. Nghe giai điệu Light the Sky thì tôi đoán nhá, khả năng là khó có thể nào mà đứng yên được. Chắc là mình cũng phải học được một vài động tác rồi chứ nhỉ? Hay là biểu diễn luôn à? Đồng ý không? Vâng, ngại gì nhỉ? Thế thì để Bảo Châu sẽ thể hiện cho Thành Phong cũng như là tới các quý vị khán giả ở đây ngay bây giờ nhá. Ok, vừa hứa là biểu diễn rồi. Tôi không dám làm điều này đâu vì tôi nghĩ là nếu mà các cô gái theo dõi chương trình này thì sẽ bảo Bảo Châu là múa rìu qua mắt rồi mất. Vì Bảo Châu nghĩ rằng những động tác này không chỉ là sự uyển chuyển của cơ thể mà còn là sự uyển chuyển trong nhịp đập của trái tim để hướng tới kỳ thi FIFA World Cup năm 2022 nữa. Và có thể cảm nhận rõ ràng nhất những suy nghĩ của các cô gái của chúng ta thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những cô gái xinh đẹp của chúng ta nhé. 32 cô gái xinh đẹp và năng động đã thực sự cảm nhận được nhiều hơn sức nóng của FIFA World Cup 2022 thông qua những ngày tập luyện miệt mài vừa qua. Các cô gái đều cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và háo hức đón chờ ngày khai màn của giải đấu để sẵn sàng mang tới cho khán giả những góc nhìn của phái đẹp về bóng đá. Đến với World Cup 2022 thì cuộc sống của em đã có rất nhiều thay đổi, và thay đổi rõ rệt nhất đó là bây giờ em đã dậy, hàng ngày thì em dậy sớm từ lúc 5 giờ để có thể chuẩn bị đến đây và tập nhảy cùng mọi người này, chuẩn bị cho chương trình, cũng như là em cũng dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về bóng đá và dành nhiều thời gian hơn để trau dồi tất cả những cái liên quan đến bản thân mình, những cái kỹ năng của bản thân mình. Và bóng đá chính là cái môn thể thao đã gắn kết bọn em lại với nhau để giúp chúng em có thể đến đây và có thể hòa mình vào không khí này. Em thì sáng đi tập, sau đấy là sẽ ở phòng tập cả ngày cùng với cả đội, và sau đấy thì tối về cố gắng nghỉ ngơi và ôn lại bài tập, sẽ xoay quanh làm thế nào để chuẩn bị kiến thức tốt nhất, chuẩn bị những bài tập chất lượng nhất để mang đến khán giả thôi. Em nghĩ là hành trình này sẽ khá là dài và mất ngủ nhiều đêm vì sẽ rất là hồi hộp. Em nghĩ là từng ngày đến gần và mình càng mong chờ cái trận đấu mà cái đội mà mình đại diện cho sắp diễn ra, thì điều đấy thực sự là làm cho bọn em sẽ rất là hào hứng và mất ngủ luôn mất. Thực sự là các chị lên sóng, chị nào cũng rất là tỏa sáng và có một cái năng lượng cháy hết mình. Và em nghĩ là bản thân mình năm nay phải làm tốt hơn thế nữa. Sau khi được tiếp xúc cũng như làm việc thì em thấy môn bóng đá rất là cuốn. Đây được gọi là môn thể thao vua nên là em nghĩ những người đam mê bóng đá cũng đối với em thì cảm thấy rất là năng lượng, hào hứng cũng như là mong đợi một kỳ World Cup thật là thành công rực rỡ. Bên cạnh những kiến thức về bóng đá, mỗi cô gái đều có nét cá tính và tài năng riêng sẽ còn tạo thêm những gam màu đặc sắc cho chương trình nóng cùng FIFA World Cup 2022.